Lời dạy Bác Hồ ngày này năm xưa, ngày 4 tháng 7 năm 1959, nếu mọi người học tập, thấm nhuần tinh thần anh dũng và trí khí kiên cường, học được ở viện bảo tàng mà quyết tâm làm đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng thì chúng ta nhất định thắng lợi trong mọi việc. Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài Xem viện bảo tàng cách mạng đăng trên báo Nhân dân, số 1936, ngày 4 tháng 7 năm 1959. Đây là thời kỳ miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội thực hiện kế hoạch 3 năm cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Qua đây, Hồ Chí Minh muốn nhắc nhở mọi người về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và trách nhiệm phải phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mỗi người phải thấm nhuần được tinh thần anh dũng, chí khí kiên cường của dân tộc, của con người Việt Nam được kết tinh trong những hiện vật ở bảo tàng và biết vận dụng tạo nguồn lực tinh thần, nỗ lực thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng, nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh quân và dân ta đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam không sợ gian khổ hy sinh đoàn kết đồng lòng anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược giải phóng đất nước và giành được những thành tựu bước đầu quan trọng trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh học tập và làm theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh cấp ủy chính ủy chính trị viên người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong quân đội luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị giáo dục truyền thống xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng tuyệt đối tin tưởng và chấp hành nghiêm đường lối của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước yêu nước yêu chế độ trung thành vô hạn với đảng với tổ quốc với nhân dân tinh thần quyết chiến quyết thắng ý chí vượt qua khó khăn gian khổ hiểm nguy sự gan dạ dũng cảm kiên cường mưu trí sáng tạo trong chiến đấu và công tác, tinh thần đoàn kết nội bộ, tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, tình đoàn kết máu thịt quân, dân, tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh, tinh thần quốc tế cao cả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp, tô thắm truyền thống của dân tộc, của quân đội và đơn vị, mãi mãi xứng danh bộ đội cụ hồ. Nội dung video đến đây là hết. Xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các chú bộ đội xin chào mọi người. Mọi người yêu quý các chú thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất nhé.